Minh Hằng khoe visual cân đẹp mà gốc tại WeChat Award 2023. Body và góc nghiêng gây bão mạng. Gala vinh danh và trao giải WeChat Awards 2023 đã diễn ra thành công tại thành phố Hồ Chí Minh vào tối 27 tháng 1. Sự kiện quy tụ dàn sao khủng của showbiz Việt như vợ chồng Trấn Thành Harry Won, Trường Giang Nhã Phương, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Cho Bụi Binzy, ca sĩ Amy Hòa Minzy. Đặc biệt, trong dàn người đẹp xuất hiện ở WeChat Awards 2023, Minh Hằng nhận được sự chú ý hết thảy từ truyền thông lẫn khán giả. Đây là sự kiện giải trí hiếm hoi, nữ diễn viên tham dự kể từ sau khi sinh con đầu lòng. Xuất hiện tại gala WeChat Awards 2023, Minh Hằng diện mẫu đầm vàng không dây, xẻ tà khoe khéo vóc dáng thon thả và cân đối hậu sinh nở. Trang điểm tông tay nhẹ nhàng và để kiểu tóc suôn dài đơn giản, nhưng cô vẫn nổi bật với vẻ ngoài rạng rỡ, sắc sảo. Từ thảm đỏ, sân khấu, hàng ghế đầu dưới khán đài cho đến hậu trường, sự kiện. Bất kỳ khung hình nào, Minh Hằng cũng gây ấn tượng với thần thái cuốn hút, mặn mà. Minh Hằng khoe dáng gợi cảm sau khi sinh con đầu lòng trên thảm đỏ WeChat Awards 2023. Bộ váy màu vàng ôm trọn đường cong cơ thể vừa tôn là da trắng, vừa giúp nữ diễn viên khoe được vóc dáng cân đối đã phục hồi sau sinh với bụng phẳng, vòng eo thon nhỏ. WeChat Awards, giải thưởng thường niên do công ty cổ phần VCCorp tổ chức với mong muốn tôn vinh những con người, kể những câu chuyện truyền cảm hứng nhất, những sự kiện, sản phẩm và công trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.